Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi nghe vào câu chuyện ngày hôm nay, thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì như các bạn biết là thời gian vừa qua thì Khánh Duy đột nhiên bị ốm lâu lắm rồi, cũng 2 năm rồi từ hồi làm kênh. Có trận ốm đau mà nó khổ như này. Thì mình cũng đã chia sẻ rồi là mình bị một chút để tiền đình, xong bị hạ đường huyết. Xong rồi ngày hôm kia thì sáng thấy khó chịu thì xuống viện khám, truyền thì bị lịm đi ở viện. Thì nằm thì mình mới về sáng nay thôi. Mà vào thì thấy một số bạn comment, mình cũng sốt ruột. Thứ nhất là sốt ruột kênh các bạn cũng ngóng chuyện. Thứ hai, một số bạn cũng comment trách mình. Thì mình cũng đã bảo với các bạn rồi là các bạn hãy vào xin gia nhập nhóm Facebook để nhận thông báo mới nhất. Và nếu có trường hợp nào mà mình có lịch nghỉ trước, mình sẽ thông báo trên audio này. Còn không thì sẽ là phần comment được ghim ở tập truyện ra cuối cùng để cho các bạn biết. Thì một số bạn thì không 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 để ý, các bạn trách mình. Thì nhưng thực ra là do mình cái lý do không ai muốn cả. Thì hôm nay mình cũng trước tiên là mình thông báo như vậy. Thứ hai là mình cũng muốn cảm ơn một số bạn đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khánh Duy. Một số bạn thì nhắn tin hỏi vấn đề donate, thì mình cũng chia sẻ luôn là các bạn có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi phần mô tả video và trên bìa của audio. Cảm ơn bạn Danh Nguyễn, cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ và hỏi thăm tình hình của Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và tối nay thì mình cũng chưa được khỏe. Cái mắt nó bị hơi bị kiểu nó bị nằm xuống, nó bị truyền, nó kêu nó thần tiền đình nó khó chịu lắm. Thì mình sẽ túc tắc ra một tập trước. Còn từ mai thì đến là lịch thôi nhá, chứ chưa chắc chắn sẽ là hai tập tiên hiệp và một tập xuyên không. Không ra 3 tập tiên hiệp nữa cho đến khi mình khỏe hẳn. Sẽ 4 tập một ngày sau. Còn hiện tại là 2 tập tiên hiệp và 1 tập tiên không. Đấy là vào ngày mai. Nhưng mà vẫn là chia là dự định thôi. Còn không biết tình hình sức khỏe ngày mai như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 316 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm giác của các bạn sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, trên thiên dực của thuyền, sắc mặt của Trung Nhạc âm trầm. Táng Linh Thần Vương lén lén liếc nhìn hắn một cái, không dám nói nhiều. Thiên Cơ Thần Vương ngẩng đầu nhìn lên tiếng hỏi: "Tộc trưởng, cứ tính như vậy sao? Người có thể nhịn được khẩu khí này hay sao?" Thiên Huyền Thần Vương bĩu môi nói: "Nếu ngươi nhịn được, ta liền nói ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, chỉ biết khi dễ lão gia nhà ta kìa. Ngươi thấy lão gia nhà ta dễ nói chuyện, ngươi liền đòi tiền thuê đất của hắn, làm hại lão gia nhà ta đã đưa chúng ta cho ngươi rồi." Sắc mặt của Trung Nhạc khôi phục lại như thường, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là tính như vậy rồi. Chúng ta đánh thì đánh công lại hắn ta, có thủ đoạn gì mà đòi lại đất của hắn đấy. Hắn đã biết rõ nội tình của ta như vậy, ta thật sự đã không còn cách gì rồi." Hai tiểu hài tử Thiên Cơ và Thiên Huyền đều cười lạnh không thôi, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thế lão gia nhà chúng ta dễ khi dễ, liền lấn tới mà. Gặp phải một kẻ hung ác hơn hắn, hắn liền không dám động thủ rồi." Hỗn Độn Vũ lặng lẽ lấy tấm gương ra ghi chép một màn vừa rồi, sau đó viết: "Con người tham sống sợ chết, nhẫn nhục làm trọng, sau khi bị làm nhục chỉ đành mang theo trắc trở mà về." "Ồ, các ngươi có nhận ra Tôn Thần Vương kia không?" Trung Nhạc đột nhiên hỏi Táng Linh Thần Vương và Thiên Cơ Thiên Huyền. Táng Linh Thần Vương nói: "Quanh người hắn lan tỏa hỏa diễm, lại không phải là thiên hóa, hơn phân nửa là Long Ngạn Thần Vương, đệ đệ của Phượng Thiên Nguyên Quân rồi, cùng với Phượng Thiên Nguyên Quân sinh ra từ trong hoang vực thiên hóa." Thiên Huyền Thần Vương lắc lắc đầu nói: "Hắn không phải là Long Ngạn Thần Vương đâu. Ta đi theo lão gia đã từng gặp qua pháp lực và đại đạo của Long Ngạn Thần Vương rồi.
Long Ngạn Thần Vương cũng là sinh ra từ trong thiên hóa, đại đạo thiên hỏa vô cùng cường hãn kìa. Nhưng hắn cũng xuất thế từ thời đại hỏa ký, thuộc về thần vương viễn cổ. Gã thần vương hỏa diễm này hơn phân nửa là Nam Minh Thần Vương rồi. Hắn trưởng khống ly hóa, là tồn tại sinh ra trong thánh địa ly hỏa kìa. Nam Minh Thần Vương xuất thế sớm hơn một chút, là một trong những thần vương thái cổ. Trong thức hải của Trung Nhạc, thanh âm của Tân Hỏa cũng vang lên lời biếng nói: tiểu tử hỏa diễm kia chính là Nam Minh Thần Vương. Trước đây hắn bị Bào Hy Thí chấn áp trong thiên lao, đoán chừng là về sau đã trốn thoát được rồi. Sao? Nam Minh Thần Vương chẳng không ly hỏa sao? Lại trôi qua mấy ngày, Thiên Dực Cổ Thuyền quay trở lại Tổ Đình. Trung Nhạc tìm tới Âm Phiền Huyên, rồi lại tìm tới Phong Hữu Trung, quay sang nói với Thiên Cơ Thần Vương: ta mượn ngươi dùng một lát vậy. Sắc mặt Thiên Cơ Thần Vương còn đang nghi hoặc, đúng lúc này Âm Phiền Huyên và Phong Hữu Trung đã đồng thanh quát lên: tế! Thiên Cơ Thần Vương không tự chủ được bay lên, cảm thấy toàn bộ đại đạo hình thành nên thân thể chính mình chợt bị kích hoạt, thân thể càng lúc càng lớn, cái yếm đỏ trên người cũng càng lúc càng lớn, mở rộng ra bốn phương tám hướng, không khỏi cả kinh kêu lên: các ngươi muốn làm gì ta? Che giấu Thiên Cơ. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: đầu óc của Thiên Cơ Thần Vương nhất thể mê muội, chỉ thấy thân thể chính mình càng lúc càng lớn, lớn tới không cách nào tưởng tượng. Lại càng về sau, thân thể của hắn trở nên to lớn mà vô hình, mắt thường đã không nhìn thấy thân thể của chính mình nữa. Qua một lúc lâu sau, Âm Phiền Huyên có chút chật vật nói: Phong sư huynh, không thể lại tế nữa rồi, pháp lực của ta chịu không nổi nữa rồi. Phong Ngữ Trung gật đầu, hai người nhất tề chỉ tay một cái: tất. Thiên Cơ Thần Vương cảm thấy chính mình đột nhiên cấp tốc phi hành, bay nhanh về phía phiến tinh vực của Nam Minh Thần Vương kia. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên dừng lại, toàn thân bao phủ phiến tinh vực của Nam Minh Thần Vương kia. Mà ở trong Tổ Đình, Trung Nhạc lập tức triệu tập tướng lĩnh 64 thành, 8 quan cùng với thần ma Thái Cực Thành, điều binh khiển tướng, bố trí 74 tòa sát trận thất đạo luân hồi. 74 tòa sát trận tổ hợp lại biến thành một tòa sát trận, từ vị tế thành xuất phát, hào hào đăng đãng tiến thẳng về phía tinh vực của Nam Minh Thần Vương. Thiên Huyền Thần Vương ngơ ngác nhìn Đức Vạn Đại Quân thần ma này, sắc mặt mờ mịt: tộc trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: tìm lại đất thôi, ta là địa chủ nơi này mà. Nam Minh Thần Vương lại ác ngôn đối mặt với ta như vậy, hơn nữa còn muốn ta trả ngón tay lại cho hắn, thật là không biết sống chết mà. Thiên Huyền Thần Vương một trận không nói gì, lúng ta lúng túng hỏi: Ngươi không phải đã nói là cứ tính như vậy hay sao? Trung Nhạc rút Tiên Thiên Thần Đao ra nhẹ nhàng vút ve thân đao rồi lắc đầu nói: quân tử trả thù 10 năm không muốn, lúc đó thì quên đi, là vì không nắm chắc có thể giết chết được hắn, nhưng hiện tại đã có nắm chắc rồi. Khuôn mặt của hắn giãn ra, mỉm cười nói: vậy thì chém chết hắn thôi. Táng Linh Thần Vương thoáng có chút chần chừ nói: Vậy còn Bông Trần Thần Vương, hắn Thiên Cơ... Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng: đã bị ta tế khởi che đậy hết thảy toán thuật của Nam Minh Thần Vương rồi. Tiên Thiên Thần Ma cực kỳ cảnh giác, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều, ta là lo lắng bị hắn trước thời hạn mà cảm ứng được, vì vậy sẽ đào tẩu đi, cho nên trước hết tế khởi Thiên Cơ đi qua, che đậy cảm nhận của hắn ta. Tế khởi Thiên Cơ Thần Vương sẽ có thể che đậy hết thảy thuật pháp thôi diễn của hắn, khiến cho hắn tai vạ tới nơi mà cũng không biết được kìa. Trung Nhạc khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt âm u: hiện tại ta có được lãnh địa lớn như vậy, trong lãnh địa ẩn nấp hơn 10 tôn thần vương, nếu không lập uy một chút, hôm nay có Nam Minh Thần Vương tác loạn, nói không chừng ngày mai sẽ có Bắc Minh Thần Vương tạo phản kìa. Thế gian này thật sự có một vị Bắc Minh Thần Vương kìa. Tân Hòa mở miệng nhắc nhở. Mà trong phiến tinh vực kia, Nam Minh Thần Vương đột nhiên có chút thái hùng khiếp phía, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng đẩy chúng nữ ra, tinh tế suy tính một phen, lại không tính ra bất luận căn nguyên gì, chỉ tính ra có Cố Hữu sắp sửa tới đây bái phỏng, hiện tại Cố Hữu đã khởi hành. Nam Minh Thần Vương khẽ mỉm cười nói: không biết vị Cố Hữu này là ai đây, thời điểm dự định bái phỏng ta nhất định đã niệm tên ta rồi, khiến cho ta sớm cảm nhận được, bởi vậy mới có chút thái hùng khiếp phía như vậy. Hắn cũng không chút nào để ý, tiếp tục tận tình vui vẻ. Lúc bấy giờ, đại quân thần ma tổ đình của Trung Nhạc di chuyển hơn 10 ngày, lúc này mới đi tới phiến tinh vực kia. Đám tướng lĩnh vừa định hạ lệnh để cho binh mã đồn trú, nhưng Trung Nhạc đã giơ tay lên ngăn cản lại, lắc lắc đầu nói: giết chết hắn liền đi, không cần lưu trú, khởi trận. Khởi trận, khởi trận. Đại quân 74 thành quan khởi động trận thế,
từng tòa sát trận, thất đạo luân hồi hình thành, đều tự rơi xuống sau đầu 74 vị đại đế, đế quân và tạo vật chủ, biến thành đạo luân hồi thứ 7 của bọn họ. 74 tòa đại trận luân hồi do ức vạn đại quân hình thành, không ngừng xoay chuyển. Mà trên cổ thuyền, Trung Nhạc đứng dậy, khẽ phất tay một cái, chỉ thấy 74 tòa sát trận thất đạo luân hồi kia xoạt một tiếng bay lên. 74 vị đại đế, đế quân, tạo vật chủ dẫn theo ức vạn quân mã rơi vào sau đầu của hắn, hình thành đạo quang luân thứ 7 sau đầu hắn. Trung Nhạc vận khởi pháp lực, luân hồi đằng trong bí cảnh đạo nhất gào thét diễn sinh. Chỉ một thoáng đã từ bí cảnh đạo nhất diễn sinh tới bí cảnh thứ 7. Vô số thanh đằng điên cuồng lan tràn, xuyên qua bảy đạo bí cảnh, hình thành thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy, luân hồi đằng thậm chí còn lan tràn vào trong bí cảnh nguyên thần của 74 vị đại đế, đế quân và tạo vật chủ kia, đã thông thất đạo luân hồi của bọn họ, nối liền thành một thể. 74 vị cường giả này vừa mừng vừa sợ, cảm thấy pháp lực của chính mình điên cuồng đề thăng. Cùng lúc đấy, luân hồi đằng vẫn tiếp tục chui vào trong bí cảnh của đám tướng sĩ thần ma hình thành nên đạo luân hồi thứ 7 sau đầu bọn họ kia. Ong ong ong. Những nơi luân hồi đằng đi qua, bảy đạo quang luân sau đầu từng tôn thần ma nhao nhao mở ra hết. Chỉ một thoáng đã đạt tới hơn 100 vạn, tốc độ là vô cùng kinh người. Sự kinh hỉ và cảm xúc mà thất đạo luân hồi hoàn chỉnh mang tới cho bọn họ là người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Tế đao. Trung Nhạc nhẹ giọng nói, tế đao, tế đao. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Trung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, sau đầu truyền ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, vô cùng bằng bạc, tiến nhập vào trong tiên thiên thần đao. Hai tay của Trung Nhạc cầm đao, nâng lên đạo uy năng vô biên kia, một đao chém về phía không gian dị độ của Nam Minh Thần Vương đang đồn trú. Thần đao chạm đao. Một đao chạm đạo này, đại khí bằng bạc, đao quang vô cùng tinh tế. Một đao cắt xuống, chém vào trong không gian dị độ kia, nháy mắt đã chém xuống tòa đại điện nơi Nam Minh Thần Vương đang ở. Nam Minh Thần Vương đột nhiên đứng bật dậy, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đạo đao quang kia từ trên đỉnh đầu của chính mình rơi xuống, vừa mới lóe lên đã biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc trở tay thu đao rồi lên tiếng, khải hoan. Trong tòa đại điện, đám nữ nhân nhìn thấy Nam Minh Thần Vương đột nhiên đứng lên, lại đứng yên ở nơi đấy không chút cử động, nhao nhao cười duyên nói, thần vương sao lại ngây người như vậy. Một nàng nữ tử đánh bạo khẽ đẩy một chút, thân thể Nam Minh Thần Vương đột nhiên tách ra làm đôi, đã bị chém chết tại chỗ. Đám nữ nhân thét lên chói tai, nhưng đúng lúc này chỉ nghe thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên. Phiến thế giới mà Nam Minh Thần Vương chế tạo này đang tách ra làm đôi, phiến thế giới này cũng đã bị một đao của Trung Nhạc chém thành hai mảnh. Phong Hiếu Trung và Âm Phiền Huyên tế khởi thiên cơ thần vương che giấu thiên cơ, khiến cho Nam Minh Thần Vương không thể cảm ứng được nguy hiểm sắp tới, bị vây khốn bên trong hang ổ mà không tự biết được. Nếu hắn trước thời hạn cảnh giác, sớm có phòng bị, cho dù không địch lại cũng có thể đào tẩu. Nhưng thiên cơ thần vương bị tế khởi che giấu thiên cơ, liền khiến cho hắn không có cảnh giác, không biết chính mình sắp sửa gặp kiếp. Trung Nhạc xuất lĩnh ức vạn quân mã chạy tới, tập hợp lực lượng đại quân tế đao. Chỉ tại một khắc đao uy bùng phát kia, Nam Minh Thần Vương mới có phát giác. Bất quá tất cả đều đã muộn, bị một đao của Trung Nhạc chém thành hai nửa. Kể cả phiến thế giới mà hắn chế tạo kia cũng bị chém ra làm đôi. Tiên thiên thần đao dùng quyền hành thiên đế làm chui, dùng dịch đạo làm thân, dùng trầm đạo làm lưỡi, chỉ dựa vào đao uy đã có thể phân tách thần đạo và ma đạo của vũ trụ của lão. Trung Nhạc dốc toàn lực mà tới, tập hợp tất cả lực lượng tế đao, một đao chém xuống, đủ loại đại đạo ly hỏa hình thành nên Nam Minh Thần Vương hết thảy một đao bị đoạn tuyệt. Đại đạo bị chặt đứt, tính mạng tự nhiên cũng bị chém chết. Một đao này cực kỳ dứt khoát và lưu loát. Sau khi Trung Nhạc thu đao, liền bắt đầu khải hoàn trở về tổ đình. Về phần chuyện tình quét dọn chiến trường, thu gặt tài sản của Nam Minh Thần Vương này, lập tức sẽ có quân đội và cường giả khác của tổ đình tới lo liệu. Quân đội chủ lực thì trở về tổ đình trước. Tổ đình hiện tại đã thành lập nên một hệ thống thần quan thiên đình nho nhỏ. Các lộ thần quan ai nấy đều phân chia nhiệm vụ riêng biệt, cũng không cần Trung Nhạc việc gì cũng phải tự mình làm. Bất luận là thi thể của Nam Minh Thần Vương hay là bảo khố của hắn đều là tài phú không nhỏ. Nhiệm vụ quét dọn chiến trường rơi xuống trên người Phù Lê. Lần trước ngón tay cái của Nam Minh Thần Vương cũng là bị hắn lấy đi. Lần này quét dọn hang ổ của một tôn thần vương thái cổ, hắn tự nhiên là người tích cực nhất. Nam Minh Thần Vương sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn còn có thể phục sinh trong thiên thiên thánh địa của hắn ta. Trung Nhạc quay trở về tổ đình, hạ lệnh thông báo chuyện tình chém đầu Nam Minh Thần Vương khắp bốn phương. Hắn giết chết Nam Minh Thần Vương ngoại trừ là báo mối thù diệt tộc Phục Hy thần tộc ra, một phần chính là muốn lập uy. Trong 11 tôn thần vương ẩn nấp trong phạm vi lãnh địa của hắn, ngoại trừ Càn Đô thần vương ra, những người khác sợ rằng
cũng không phải là tồn tại hiền lành gì cả. Giết chết Nam Minh Thần Vương chính là muốn cảnh cáo bọn họ, cho dù là Thần Vương Thái Cổ, chỉ cần không nghe lời cũng sẽ bị giết chết. Giết chết Nam Minh Thần Vương cũng có thể nghiệm chứng nguy năng của Tiên Thiên Thần Đao. Tiên Thiên Thần Đao của Trung Nhạc cuối cùng cũng đã trở thành trọng bảo, có thể chấn áp khí vận của nhân tộc. Nam Minh Thần Vương phục sinh trở lại hẳn là chuyện của 1-200 năm về sau. Đại đạo liêu hỏa của hắn yếu nhược, thời gian cần thiết để phục sinh cũng ngắn hơn Tiên Thiên Tà Đế rất nhiều. Sau khi phục sinh, hắn nhất định sẽ trở về báo thù rửa hận. Bất quá khi đấy hắn vừa mới phục sinh, thực lực chưa chắc đã cao hơn Táng Linh, không đáng để lo ngại. Trung Nhạc cũng nhất thời yên lòng, chỉ là không thể tìm được địa phương sinh ra Nam Minh Thần Vương cũng có chút tiếc nuối. Nếu có thể tìm được Thánh Địa Liêu Hỏa, đánh nát Thánh Địa Liêu Hỏa sẽ có thể triệt để mà giết chết hắn. Thần Vương Thái Cổ thường thường đều là ẩn giấu đi thánh địa của chính mình, Mục Tiên Thiên cũng là như vậy, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác đâu. Nếu có thể tìm được những thánh địa này, vậy thì tốt biết bao rồi. Trung Nhạc an tâm tu luyện, trong lúc rảnh rỗi lại chỉ dạy Phong Hoài Ngọc, lại bồi tiếp các nữ nhân tình trạng ý thiếp, ngẫu nhiên lại chạy tới chỗ của Phong Hữu Trung giao lưu một chút với Phong Hữu Trung. Hắn đã tu luyện tới tạo vật cảnh, mặc dù thân ở trong cảnh giới nhưng đạo đã nhảy ra ngoài cảnh giới. Loại cảm giác này kỳ diệu bất phàm. Phương pháp tu luyện hậu thiên và phương pháp tu luyện tiên thiên ở trên người của hắn đã thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Hắn đã đi tới điểm cuối con đường mà đại toại mở ra. Trên con đường phía trước đã không còn tiền bối, chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi, tiến về phía trước trong hắc ám gập ghềnh. Vào một ngày này, Trung Nhạc đang ở trong thiên ngoại thiên, động ngoại động của Càn Đô Thần Vương, đàm luận kiến giải thiên đạo với Càn Đô Thần Vương. Đột nhiên có thần tướng báo lại, hắn lên tiếng: "Bẩm thừa tướng, chúng thần đi tới những địa phương thần bí xung quanh khác kia, đưa bái thiếp của thừa tướng, chỉ là những địa phương này đều đã trống rỗng cả rồi." Trung Nhạc thoáng ngẩn người: "Sao, trống rỗng ư? Các người không tìm được địa phương đám thần vương kia cư ngụ hay sao?" Gã thần tướng kia nhất mực cung kính nói: "Dạ, đã tìm được rồi. Đám người chúng thần dùng kính quang chiếu rọi, nhìn thấy rõ ràng đám thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ kia, đã tìm được nơi ở của đám thần vương này, thế nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, đều đã bị dọn đi không còn một mảnh rồi." Trung Nhạc khẽ nhíu mày, cười lạnh nói: "Khởi Nguyên Thánh Địa thì sao?" "Dạ, Khởi Nguyên Thánh Địa cũng đã biến mất rồi." Thanh âm của Táng Linh Thần Vương đột nhiên vang lên, bộ dáng của Táng Linh Thần Vương phong trần mệt mỏi, chạy về nói: "Chủ công, ta đã tới Khởi Nguyên Thánh Địa, nhưng không cách nào tìm được tòa thánh địa kia, hẳn là đã bị Khởi Nguyên Thần Vương ẩn giấu mất rồi." Trung Nhạc giận quá hóa cười mà lên tiếng: "Lẽ nào thừa nhận vị địa chủ là ta đây, khiến cho bọn họ khó chịu như vậy hay sao?" Càn Đô Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, thâm ý sâu sắc nói: "Tộc trưởng Phục Hy, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Thân phận của ngươi vẫn còn ở đấy, lại đã giết chết Nam Minh Thần Vương, bọn họ còn dám tiếp tục ở lại đây hay sao?" Trong lòng Trung Nhạc chấn động, nhìn về phía Càn Đô Thần Vương thất thanh nói: "Ý của ngươi nói là tám tôn thần vương còn lại này đều là kẻ thù của ta hay sao?" "Có phải kiều gia của ngươi hay không, ta cũng không biết được." Càn Đô Thần Vương lắc lắc đầu nói: "Kiếp số còn chưa bắt đầu, ta cũng đã cảm giác được rồi, trước thời hạn núp vào. Có bao nhiêu thần vương đã hạ thủ với Phục Hy thị các ngươi, ta cũng không rõ ràng cho lắm đâu. Bất quá, ta ngược lại minh bạch tâm tư của tám tôn thần vương kia. Bọn họ đường đường là một tôn thần vương, sao có thể dễ dàng trở thành thần dân trong lãnh địa của ngươi được?" Hắn thong dong tiếp tục nói: "Chúng ta từ lúc sinh ra cho tới nay đã trải qua vô tận tế nguyệt, chứng kiến vô số chủng tộc hưng suy trong vũ trụ. Cho dù là các đời thiên đế của thời đại Hòa Ký hay là Địa Ký, những thần vương chúng ta cũng sẽ không thần phục đâu. Cho dù là Mục Tiên Thiên, những thần vương chúng ta cũng sẽ không thần phục nàng. Càng huống chi là ngươi đây. Ngươi đừng quên, ngươi còn có thân phận Phục Hy nữa kìa. Chỉ riêng cái thân phận này thôi đã khiến cho không ít thần vương không dám đầu nhập vào chỗ của ngươi rồi. Bằng không, tương lai tới khi thanh toán, bọn họ sợ rằng đều sẽ bị thanh toán sạch sẽ thôi." Trung Nhạc nghiêm nghị nói: "Ai dám thanh toán thần vương đây?" "Tự nhiên là có kẻ dám rồi." Càn Đô Thần Vương nửa cười nửa không nói: "Ngươi không phải là đang thanh toán đó hay sao?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cũng không có trả lời câu hỏi này. "Côn trùng trăm chân chết mà không tiêu tan, Phục Hy thị cường thịnh như vậy, không có khả năng một gậy đã hoàn toàn đánh chết được. Càng huống chi, con côn trùng trăm chân này còn một đám huynh đệ tỉ muội, cô thầm thầm, các loại nữa kìa." Càn Đô Thần Vương bỗng mỉm cười nói: "Năm xưa, Phục Hy thần tộc bị phong ấn,
sau khi trải qua một trận đại huyết tẩy, thời đại địa kỷ kết thúc đi, lực lượng trong lòng tâm hướng về Phục Hy mặc dù hơi yếu một chút, thế nhưng cũng là không tầm thường. Nếu song phương tiếp tục tái chiến, sợ rằng sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận, cho nên mọi người không thể không thỏa hiệp mà đình chiến. Sau đó là thời đại thần ký đã bình an hơn 10 vạn năm, chỉ sợ trận thanh toán này cũng sắp sửa triển khai rồi. Hắn dù sao cũng là thần vương đại biểu cho thiên đạo, sinh ra trong thánh địa Càn Đô, có thể cảm ứng được những đồ vật rất nhỏ, những chi tiết mà các thần vương khác thường không chú ý. Ta cảm ứng được trận thanh toán này sắp sửa ập tới, chỉ sợ sẽ cực kỳ hung mãnh, sẽ không chút thua kém trận chiến 10 vạn năm trước đâu. Lực lượng trong lòng tâm hướng Phục Hy thì đang suy nhược, mà đối phương lại đang lớn mạnh. Càn Đô thần vương tiếp tục nói: kẻ nào đứng bên phía của ngươi, kẻ đó sẽ bị thanh toán kìa. Ngươi nói còn kẻ nào dám nương nhờ dưới cánh chim che chở của ngươi đây? Càng huống chi trong đám thần vương, kẻ hai tay trong sạch không dính máu tươi của Phục Hy thì đã ít lại càng ít kìa. Trung Nhạc trầm mặc nhẹ giọng nói: thanh toán sao? Càn Đô thần vương tiếp tục nói: người đã giết chết Nam Minh thần vương, đã thành công lập uy rồi, bọn họ tự nghĩ không làm gì được ngươi kìa, lại không muốn đứng dưới bờ rào của ngươi, cho nên liền đơn giản là rời khỏi thôi. Trung Nhạc gật đầu đứng dậy cáo từ rời đi. Đa tạ đạo huynh đã chỉ điểm. Ánh mắt của Càn Đô thần vương chấp động, nhìn theo thân ảnh của hắn đi xa, thấp giọng nói: thanh toán, thiền cũng chuẩn bị thanh toán ta rồi hay sao? Mà lúc này bên trong thánh địa Ly Hỏa, Nam Minh thần vương ẩn giấu tòa thánh địa Tiên Thiên Ly Hỏa sinh ra chính mình này cực kỳ nghiêm mật. Hắn vừa bị Trung Nhạc chém chết, đại đạo Ly Hỏa trong thánh địa Tiên Thiên Ly Hỏa lập tức trở nên sao động. Trong biển Ly Hỏa hừng hực có thân thể bán long to lớn đang giãy giụa, đang gào thét, đang hình thành. Tiếng gào thét kia tự hồ như đau đớn đến không chịu nổi vậy. Thật đáng thương, thật đáng thương. Đúng lúc này, không trung thánh địa Ly Hỏa chợt vặn vẹo, chợt xuất hiện một đạo vết thương to lớn, máu chảy đầm đìa. Tiếp theo, trên bầu trời phảng phất như có một đoàn huyết dịch chảy xuống, rơi xuống đất biến thành một gã quái nhân không có mặt mũi. Lớp da trên khuôn mặt từ từ tách ra hai bên, lộ ra một con mắt to chiếm cứ cả khuôn mặt. Nam Minh thần vương đáng thương, ta chở ngươi bị giết chết đã rất lâu rồi. Trong biển Ly Hỏa vô biên vô tận, gã thần ma bán long đang lúc hình thành kia không ngừng gào thét đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói: thiền, ngươi làm sao tìm được chỗ này của ta vậy? Thánh địa của ta ẩn giấu ở nơi này, căn bản không có khả năng bị người khác tìm được. Bởi vì nơi này có bầu trời. Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía thiên khung, thản nhiên nói: nơi nào có bầu trời, ta liền có thể đặt chân ở nơi đấy. Ta xuyên toa trong vô số thời không vũ trụ, rất nhiều thánh địa mà các thần vương ẩn giấu đều bị ta phát hiện ra. Chỉ có lác đác mấy tôn thần vương là không bị ta tìm được thánh địa mà thôi. Mà mấy tôn thần vương kia ta cũng không chọc nổi. Bất quá may mà ngươi không ở trong số đấy rồi. Đầu ngón tay của hắn toát ra một tia khí hỗn độn. Nam Minh thần vương đang lúc hình thành nhục thân, mở miệng phát ra thanh âm giống giận: khế ước hỗn độn sao? Thiên bình thản nói: nếu ngươi không muốn triệt để tử vong, vậy lập tức ký kết khế ước hỗn độn đứng dưới trướng của ta đi. Nam Minh thần vương ở trong biển Ly Hỏa không ngừng cắn răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng cũng chỉ đành ký kết khế ước hỗn độn với hắn. Nam Minh thần vương cười lạnh nói: thiên, ý đồ của ngươi quá lớn rồi. Ngươi muốn hoàn toàn thay thế Tiên Thiên thần ma trưởng khống vũ trụ Càn Khôn sao? Năng lực của ngươi theo không kịp ý đồ của ngươi kìa. Tương lai thời điểm thanh toán, ngươi sẽ sống không bằng chết kìa. Thanh toán sao? Ta cũng sớm đã muốn thanh toán một trận rồi, giải huyết hết thảy đám ký sinh trùng trong vũ trụ Càn Khôn này, hoàn trả lại một mảnh thiên địa thoáng đãng rồi. Thiên tương dung với bầu trời, thân thể của hắn càng lúc càng lớn, toàn thể bầu trời biến thành một con mắt thật lớn, một con mắt chảy máu. Đám Tiên Thiên thần ma các ngươi chính là một đám ký sinh trùng ký sinh trong vũ trụ này, chúng sinh cũng vậy, cũng cần phải thanh tẩy một phen. Ý niệm của chúng sinh quá lộn xộn, bọn họ hẳn chỉ nên có một ý niệm duy nhất trong đầu, ý niệm tinh thuần nhất kìa. Con mắt khổng lồ kia chậm rãi khép lại, một đạo vết thương cũng nhanh chóng bay đi. Lúc này bên trong thần đế cung, Tiên Thiên thần đế nhìn mấy tôn thần vương đường xa mà tới ở trước mặt chính mình, kinh ngạc nói: sao bốn vị đạo hữu lại cùng nhau tới đây như vậy? Bốn tôn thần vương kia lướt nhìn nhau một cái, một người trong đó lên tiếng: thần đế bệ hạ và ma đế tam phần vũ trụ của lão cắt nhượng một phần cho Phục Hy thị. Nam Minh thần vương bị hắn giết chết rồi, chúng ta không muốn đứng dưới bờ rào của hắn, cho nên chỉ có thể tới tìm thần đế bệ hạ mà thôi.
Tiên Thiên Thần Đế nhất thời kinh ngạc. Sao? Lại có chuyện tình bậc này sao? Một tôn nữ thần vương không vui nói. Thần Đế bệ hạ, dụng ý của ngươi vốn dĩ chính là bức chúng ta đi ra, cần gì giả vờ kinh ngạc như vậy? Tiên Thiên Thần Đế cười ha hả nói. Ta kinh ngạc chính là Phục Hy Thị có thể giết chết được Nam Minh Thần Vương kìa. Tên tiểu quỷ này càng lúc càng thú vị rồi. Mấy vị đạo hữu còn lại hẳn là đã đầu phục Tiên Thiên Ma Đế rồi sao? Tiên Thiên Thần Đế thoáng trầm ngâm, có chút tự đắc nói. Tiểu Phục Hy tự cho rằng chính mình đắc thế, lại không biết sớm đã rơi vào trong tính toán của ta rồi. Lãnh địa của vũ trụ của lão tính là cái gì? Đám thần tộc kia thì tính là cái gì? Chân chính lợi hại vẫn là đám thần vương ẩn cư trong đấy mà thôi. Người bức đám thần vương này ra chính là ép bọn họ phải đầu nhập vào dưới trướng của ta kìa, làm lớn mạnh chiến lực của ta kìa. Bất quá không ngờ cái tên ma đế này cũng ôm ý nghĩ đồng dạng với ta. Tên gia hỏa này không hổ là đối thủ một mất một còn trời sinh của ta kìa. Hắn và Tiên Thiên Ma Đế là đối ứng mà sinh ra, trời sinh là đối lập, nhưng đối với tâm tư lẫn nhau cũng là hiểu rõ vô cùng. Tiên Thiên Thần Đế chấp nhận cắt nhượng lãnh địa cho Trung Nhạc. Tiên Thiên Ma Đế cũng lập tức hiểu ý, biết rõ tính toán của hắn. Trong vũ trụ của lão chính là Tàng Long Ngọa Hổ, tất cả tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra đều là xuất thân từ nơi này. Nơi này cũng ẩn tàng không biết bao nhiêu lực lượng. Vào ngày thường, Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế đều tìm không ra nơi ẩn thân của những tồn tại này, không thể chủ động lôi kéo bọn họ. Mặc dù bọn họ biết rõ đám lão gia hỏa này chính là ẩn giấu trong vũ trụ của lão, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tìm được. Mà hiện tại Trung Nhạc bước mấy tôn thần vương này xuất hiện, đám thần vương này vừa vặn có thể gia nhập vào trận doanh của hai người bọn họ. Nếu như là trước đây, thế gian này vẫn còn có những tồn tại càng cổ lão hơn so với Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế, đám thần vương này tự nhiên không có khả năng đầu nhập vào chỗ bọn họ. Nhưng hiện tại Bạch Đế chỉ còn lại có phân nửa thân thể, Hắc Đế một lòng muốn chứng đạo thần, Tiên Thiên Tà Đế đã bị đám tồn tại bọn Trung Nhạc và Thiên liên thủ giết chết, vẫn chưa phục sinh. Đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương đã bị Đại Tư Mệnh bắt lấy. Bọn họ có thể đầu nhập vào, chỉ còn lại có Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế mà thôi. Tả Đế chết đi, vô hình chung đã khiến cho ta và cái tên Ma Đế kia trở thành thủ lĩnh của Tiên Thiên Thần Ma rồi. Thần Đế khẽ vuốt tròm râu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, trận chiến giữa ta và Ma Đế sớm muộn gì cũng phải kết quả thôi. Tiên Thiên Thần Đế khẽ vuốt chỏm râu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, trận chiến giữa ta và Ma Đế sớm muộn gì cũng phải có kết quả thôi. Giữa ta và hắn chỉ còn có một người có thể thành tựu đạo thần được thôi. Mà lúc này bên trong tổ đình, Trung Nhạc hạ lệnh để cho các thành các quan không ngừng mở rộng, nhét thêm càng nhiều tinh vực vào trong lãnh địa của chính mình. Tuy nói Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế phân chia cho hắn một phiến tinh vực rộng lớn, nhưng hắn vẫn chưa nhét những tinh vực này và trong phạm vi lãnh địa của chính mình, thủy chung vẫn tính là khu vực vô chủ. Âm Phần Huyên đang nghiên cứu tinh đồ, nàng lên tiếng nói. Phu quân, trong lãnh địa chúng ta chỉ có duy nhất một đế tộc là Thiên Yêu Thí, những đế tộc còn lại không có nào nằm trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta cả. Thiên Yêu Thí bị liệt vào thần đế tộc thứ 6, nhưng vẫn luôn không được các thần tộc khác thừa nhận. Lần này bọn họ ném Thiên Yêu Thí cho chúng ta, đoán chừng cũng là Tiên Thiên Thần Đế không ưa thích Thiên Yêu Thí, không xem Thiên Yêu Thí là thần tộc kia. Thiên Yêu Thị sao? Địa vị của yêu tộc thấp kém, chỉ tốt hơn nhân tộc một chút mà thôi. Nhưng số lượng yêu tộc lại rất nhiều. Nếu có Thiên Yêu Thị tương trợ, chúng ta thống trị phiến cương vực này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trung Nhạc đứng dậy, gọi Tương Tả Vũ tới, cùng hắn đi tới Thiên Yêu Thị. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị đích thân ra nghênh tiếp, Tương Tả Vũ nhận tổ quy tông, bái lại thủy tổ Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu Thị nhân cơ hội này tuyên bố xuất lĩnh toàn bộ các tinh vực thuộc phạm vi quản hạt của Thiên Yêu Thị quy thuận Trung Nhạc. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị lên tiếng. Thiên thừa tướng, trong Thiên Yêu Thị ta có một tuyệt sắc giai nhân, không biết nói thế nào nhỉ, hiện tại đang là thánh nữ của tộc ta, tên là Yêu Tinh Nhi. Thừa tướng hẳn là cũng sẽ không ở lâu dưới đế vị. Thiên Yêu Thị ta nguyện hiến thánh nữ Yêu Tinh Nhi này nhập cung mà phụng dưỡng kìa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị chợt vỗ tay, cổ nhạc lập tức vang lên. Chỉ thấy một nàng thiếu nữ mặt đeo tấm sa đen, chân đạp theo âm luật, phiêu nhiên nhảy múa đi tới, động tác duyên dáng, đôi mắt sáng ngời, dáng người mị hoặc, cực kỳ mê hoặc lòng người. Một khúc ca vũ chấm dứt, ánh mắt Trung Nhạc vẫn chưa rời khỏi giai nhân. Hắn mỉm cười nói, tộc trưởng, trong nhà ta đã có thê thất rồi. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị mỉm cười nói, thừa tướng, thân phận nữ tử này cũng không tầm thường đâu, chính là đế nữ,
Người chối từ không được. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, thử dò xét hỏi: Thiên Niêu đại đế vẫn còn tại thế sao? Hey, Thiên Niêu tộc ta có hai tôn đại đế kìa. Một tôn thì bị Thiên Nguyên bắt làm thọa kế, buồn bực mà qua đời. Thế nhưng một tôn còn lại đã rời khỏi tử vi, đi tới vũ trụ của lão xưng đế, lập ra đế tộc. Tộc trưởng Thiên Niêu thị mỉm cười lên tiếng: Thừa tướng, gia tổ đã rất lâu không để ý tới thế sự, trước giờ đều để mặc cho những tiểu bối chúng ta xử lý sự vụ nội ngoại. Bất quá lần này chính là hắn đã đích thân lên tiếng để cho đế nữ nhập cung phụng dưỡng thừa tướng kìa. Nếu thừa tướng từ chối... Trung Nhạc thoáng trầm ngâm. Yêu tinh nguyệt có thể đạt được thánh dược mở ra biết cảnh thứ bảy vốn đã khiến cho hắn có chút hoài nghi Thiên Niêu đại đế vẫn chưa chết, hiện tại lại càng chứng thực suy đoán của chính mình. Thiên Niêu đại đế có thể lấy ra thánh dược giúp Yêu tinh nguyệt mở biết cảnh thứ bảy, vậy thực lực của hắn trong hàng ngũ đại đế thượng cổ chỉ sợ cũng không quá yếu. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Nếu Thiên Niêu đại đế đã lên tiếng, vậy Dịch Mỗ cũng sẽ không chối từ rồi. Tộc trưởng Thiên Niêu thị một lần nữa vỗ tay, đám ca giả nhạc giả nhao nhao tản đi, bản thân tộc trưởng cũng tự mình lùi ra. Mà nàng thiếu nữ xinh đẹp đeo tấm sa đen kia nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống, quả thật là gia nhân tuyệt sắc. Trung Nhạc hiếu kỳ hỏi: Yêu tinh nguyệt có quan hệ gì với ngươi vậy? Yêu tinh nhi vô cùng chân thành dựa sát người vào lồng ngực của Trung Nhạc, thanh âm như hoàng oanh thánh hót, vô cùng êm tai nói: Hắn là đường đệ của thiếp thân. Ồ, khó trách trong họ đều có chữ tinh cả. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy dự định rời đi. Yêu tinh nhi nghi hoặc thỏ thẻ hỏi: Lang quân không nghỉ ngơi ở chỗ có thiếp thân hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói: Nữ tử yêu tộc đa tình, nhưng nhân tộc ta lại có rất nhiều lễ tiết, ngày khác ta sẽ tự mình đăng môn hỏi cưới, rước ngươi nhập gia. Tình nhi không cần nóng lòng nhất thời. Yêu tinh nhi giơ tay ôm lấy hắn, cười tủm tỉm nói: Nếu đã không cần nóng lòng nhất thời, vậy cần gì vội vội vàng vàng rời đi như vậy? Ngày hôm sau, Trung Nhạc dẫn theo Tương Tả Vũ rời khỏi Thiên Yêu thị, quay trở lại tổ đình. Hắn tìm tới chỗ của Âm Phần Huyên rồi lên tiếng: Phu nhân, Thiên Yêu thị muốn gả thánh nữ cho ta, sau đó mới chịu quy thuận chúng ta kìa. Âm Phần Huyên cười lạnh một tiếng nói: Thiên Yêu thị so với thần vương viễn cổ thì thế nào, có ngăn cản nổi đại quân của phu quân hay không? Ta lập tức điểm binh giết qua, khiến cho bọn họ không thể không thần phục kìa. Ồ, mà sao sắc mặt phu quân lại đỏ lên như vậy? Trung Nhạc có chút xấu hổ, lắp ba lắp bắp lên tiếng nói: Ta cảm thấy bình thiên hạ cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực được. Sao, vậy là người đã đáp ứng rồi sao? Âm Phiền Huyên nhất thời giận dữ: Người không hề có ý động võ lực bức bách Thiên Yêu thị đi vào khuôn khổ hay sao? Thánh nữ Thiên Yêu thị nhất định là rất đẹp, có đúng không nào? Thiên Yêu thị nghĩ muốn nhúng chàm hậu cung của ta hay sao? Đừng có làm mơ. Trung Nhạc lúng ta lúng túng không dám trả lời, vội vàng quay sang cầu cứu Tân Hỏa. Tân Hỏa cũng là vô kế khả thi lên tiếng nói: Hey, cái loại sự tình này cũng không có công pháp gì truyền thừa đâu, người vẫn là tự mình giải quyết đi thôi. Trung Nhạc một trận đau đầu. Tân Hỏa tiếp tục nói: Người hẳn là cảm thấy may mắn khi Mẫu Hoàng đại đế chịu ký khế ước hỗn độn với ngươi kìa, mà không phải là cả một tôn Mẫu Hoàng cho ngươi. Trung Nhạc nhớ lại hình thái của Mẫu Hoàng đại đế, không khỏi giận cả tóc gáy. Thiên Yêu thị kết thông gia với Trung Nhạc, rất nhiều tinh vực thuộc phạm vi quản hạt của Thiên Yêu thị cũng nhao nhao quy thuận tổ đình. Yêu tộc tự lập thành một chi quân đội gia nhập vào trong trận doanh của Trung Nhạc. Số lượng thần ma của yêu tộc đông đảo, yêu thần yêu ma nhiều đếm không xuể. Trung Nhạc phân ra mấy tòa thành trì để cho yêu tộc trấn thủ. Có thêm yêu tộc ủng hộ, cương vực tổ đình thống trị nhất thể mở rộng thật lớn, vẫn luôn kéo dài tới thần thành thứ 9, hoàn toàn khống chế thần thành thứ 9 và thần thành thứ 8, trấn giữ yếu đạo đi lên tử vi. Trung Nhạc lệnh cho Phủ Lê mang theo đế binh và nhục thân của Nam Minh Thần Vương đi tới thần thành thứ 9, trấn thủ ở đấy, nhất định phải vững vàng trường khống thần thành thứ 9. Thực lực của Phủ Lê vô cùng cường hoành, mặc dù không phải là tồn tại đế cấp, nhưng cộng thêm đại quân thuộc hạ của hắn, cùng với đế binh và nhục thân của Nam Minh Thần Vương, cho dù là tồn tại đế cấp cũng không thể cướp đi thần thành thứ 9 từ trong tay của hắn được. Phủ Lê lại dựng lên một tòa tinh môn tại thần thành thứ 9, thông qua tinh môn có thể nhanh chóng liên lạc tới lui với 64 thần thành. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, trường khống được thần thành thứ 9, lúc này mới tính là đã trường khống được yếu đạo, tiến công vũ trụ của lão của Mục Tiên Thiên. Kể từ đấy, Mục Tiên Thiên nghĩ muốn xuất binh hạ tử vi, không trải qua sự đồng ý của hắn, cơ hồ là không có khả năng. Thần thành thứ 9 rơi vào trong tay của hắn, cũng đã chặt đứt con đường đi thông 3000 lục đạo giới.
Mục Tiên Thiên nghĩ muốn tấn công 3.000 lục đạo giới và vũ trụ của lão, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đi Thiên Hoàng Đế Đạo. Mục Tiên Thiên dám đi Thiên Hoàng Đế Đạo hay sao? Một thời gian sau, đế chỉ của Mục Tiên Thiên truyền xuống nói: Thiên Thừa Tướng khai cương mở đất, trẫm trong lòng vui vẻ, ít ngày nữa sẽ phái đại quân đi tới hỗ trợ một tay, tránh cho Thừa Tướng phải lao tâm lao lực kìa. Trung Nhạc Dương Thư trả lời nói: Nhận được tán thưởng của bệ hạ, trong lòng lão thần đớp nớp lo sợ, chỉ nguyện vì đế triều dốc tận sức lực, máu chảy đầu rơi cũng không than oán nửa lời. Binh lực trong tay thần sung túc, không dám lao động thiên binh thiên tướng của bệ hạ. Lại qua một thời gian nữa, Mục Tiên Thiên lại chuyển xuống đế chỉ nói: Trẫm đối với Thừa Tướng mong nhớ ngày đêm, bất giác từng niệm thành bánh, nay triệu hồi Thiên Thừa Tướng đăng triều yết kiến, hóa giải nỗi khổ tương tư của trẫm kìa. Trung Nhạc đích thân cầm bút vẽ tranh, vẽ lại dung mạo của chính mình, đưa cho thần quan mang về, lại dâng thư trả lời nói: Vũ trụ của lão là chốn man hoang chi địa, lão thần lo lắng chính mình rời đi sẽ bị tà định xâm nhập, đánh mất lãnh thổ của đế triều. Bởi vậy lão thần đích thân vẽ tranh có thể hóa giải nỗi khổ tương tư của bệ hạ. Mấy năm sau, thần quan truyền chỉ một lần nữa đi tới, lần này hắn cũng không mang tới đế chỉ mà chỉ là một câu khẩu tín. Hắn lên tiếng: Trẫm sắp sửa thành đế rồi. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, không ngừng đi tới đi lui, tự đánh giá đối sách. Mẫu thể Mục Tiên Thiên thành đế, ba thể cùng thành đế không phải là tầm thường. Ba tôn chân thân của nàng đều là tồn tại đã mở ra bí cảnh thứ 7. Nếu nàng ba thể hợp nhất, vậy sẽ có thể tập hợp ba loại bí cảnh thứ 7 bất đồng, thực lực sẽ có thể đề thăng cực kỳ khủng bố. Tới lúc đấy Mục Tiên Thiên còn có thể nhẫn nhịn được nữa hay sao? Sắc mặt của Trung Nhạc âm tình bất định, đột nhiên truyền lệnh xuống nói: Phủ Lễ, cắt lấy thủ cấp của Nam Minh Thần Vương dâng lên thiên đình cho ta. Phù Lê nhận được mệnh lệnh, nhịn đau cắt lấy thủ cấp của Nam Minh Thần Vương, đặt vào trong hộp ngọc, đích thân cầm lên thiên đình, đứng trước triều đình dâng tặng lễ vật. Bá quan văn võ toàn triều nhất thời cực kỳ kinh hãi. Thiên Thừa Tướng ở trong vũ trụ của lão vậy mà đã giết chết một tôn thần vương thái cổ, chiến tích rực rỡ, tuyệt không ai bằng. Cho dù là Tứ Ngự Đế cũng xa xa không có chiến quả vĩ đại đến như vậy. Mục Tiên Thiên nhìn thấy thủ cấp của Nam Minh Thần Vương, sắc mặt âm tình bất định, không còn nhắc lại chuyện tình xua quân hạ vũ trụ của lão nữa. Cái tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn uy hiếp chấm mà. Nếu chấm giết xuống vũ trụ của lão, vậy hắn cũng sẽ đặt thủ cấp của chấm vào trong cái hộp giống như vậy hay sao? Mà vào lúc này, một nàng nữ tử xinh đẹp chợt đi tới tổ đình, trong ngực ôm theo một tấm tã lót màu bạch nguyệt, trong tã lót là một hài nhi. Nàng nữ tử này đưa hài nhi cho thần quan phụ trách tiếp đãi khách nhân, chỉ nói đây là con trai của Thừa Tướng, sau đấy liền phiêu nhiên rời đi. Đợi tới lúc Trung Nhạc nhận được tin tức này chạy ra, thì nàng nữ tử kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chủ công, nữ tử kia nói nàng là tới từ Tuấn Cung. Sao, Tuấn Cung sao? Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Nơi đó không phải là Tiên Thiên Thánh Địa của Thiên Đạo Chủ hay sao? Lẽ nào ngoại trừ Thiên Đạo Chủ ra, bên trong Tuấn Cung còn có Tiên Thiên Thần khác hay sao? Nguyệt Thần đã đi tới nơi đó hay sao? Hắn nhìn lại hài tử trong tã lót, hài nhi vừa mới mở mắt ra, đang tự ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình, ánh mắt thiếu kỳ quan sát bốn phía. Hài tử của ta. Trung Nhạc cảm thấy trong lòng dâng lên nhu tình tràn ngập, toàn bộ tính toán, toàn bộ phiền nhiễu, hết thảy đều không cánh mà bay. Ôm lấy hài nhi này trong tay, hắn mới biết được vì sao Phong Hữu Trung lại nói, sau khi trở thành phụ thân mới là một nam nhân chân chính. Hài tử của ta. Hắn giơ hài nhi này lên thật cao, xung quanh hắn vô số thần ma ngập trời chậm rãi xuất hiện, mở miệng tán dương hài nhi này. Thần âm, ma âm, đạo âm, thiên âm không ngừng mà vang vọng. Một lúc sau, dị tượng thần ma biến mất, đạo âm trầm lắng lại, chư đế trong tổ đình tiến lên, nhao nhao chúc tụng. Quang Luân sau đầu Huyền Kỳ Nhị Đế chuyển động, chúc phúc nói: Chúc kẻ này vạn bảo pháp loa, đỉnh kết hoa cái. Trên người của hài nhi kia nhất thời tràn ngập quang trạch vạn bảo, lên đỉnh đầu kết xuất thư ảnh pháp loa hoa cái. Táng Linh Thần Vương tiến lên, tay cầm một đạo đại đạo táng khu, chúc phúc nói: Chúc kẻ này không rơi vào táng khu, không vào luân hồi. Đại đạo của luân hồi táng khu không giống với bình thường, rơi xuống trên người hài nhi nhất thời biến thành một khóa lung linh treo ở trước ngực. Thiên Cơ Thần Vương tiến lên tế khởi đại đạo thiên cơ chúc phúc: Chúc kẻ này được thiên chúc phúc, trí tuệ viên mãn. Đại đạo thiên cơ rủ xuống tể lễ toàn thân hài nhi để thăng trí tuệ. Thiên Huyền Thần Vương tiến lên tế khởi đại đạo thiên huyền, hắn liền chúc phúc: Chúc kẻ này được cảo diệu minh minh, kham ngộ căn bản. Đại đạo thiên huyền rũ xuống tể lễ toàn thân hài nhi để thăng ngộ tính. Chư đế chúc phúc hoàn tất, đột nhiên thần quang chợt ba động, Càn Đô Thần Vương đi ra khỏi thiên ngoại thiên,
động ngoại động, đích thân tới đây. Tôn thần vương này vĩ ngạn tới cực điểm, không người nhìn xuống. 19 thiên đạo đồ bùng phát ra quang mang rực rỡ, chiếu rọi chúng sinh phía dưới. Chúc kẻ này cả đời thái bình, công đức vô lượng. 19 thiên đạo đồ sau đầu Càn Đô thần vương chiếu rọi từng đạo lưu quang, dung nhập vào trong nhãn mâu của Hải Nhi. Trên mí tâm của Hải Nhi đột nhiên có hai mảnh mí mắt thật mỏng mở ra. Thần nhãn thứ ba xuất hiện, hút quang mang của 19 thiên đạo đồ vào trong thần nhãn thứ ba. Hải Nhi nhìn thấy tôn cự thần này, vậy mà cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn y nha nha vươn hai bàn tay ngón sen ra, tựa hồ nghĩ muốn ôm Càn Đô thần vương một cái. Càn Đô thần vương thoáng chần chừ một chút, lắc lắc đầu rồi nhàn nhạt nói: nhân quả quá nặng, vẫn là không ôm thì tốt hơn. Không gian đột nhiên chấn động, một cây thần thụ cành lá um tùm phong cách cổ xưa chợt xuất hiện, rũ xuống một mảnh lá cây, một giọt vũ lộ rơi xuống trên trán của Hải Nhi. Chúc kẻ này sống lâu nhiều thọ, vô tai vô bánh. Thanh âm của Đại Tư Mệnh lúc là nam lúc là nữ bên trong không gian truyền tới. Trung Nhạc vội vàng chắp tay cảm ơn, sinh mệnh của thụ biến mất không thấy đâu nữa. Càn Đô thần vương vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi: Đại Tư Mệnh, mau dừng chân. Hai tôn thần vương một trước một sau chạy đi. Trung Nhạc ôm lấy Hải Nhi trong tã lót, nhìn giọt vũ lộ ở trên mi tâm của Hải Nhi. Giọt vũ lộ kia đang tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, dung hợp với Hải Nhi. Giọt vũ lộ này tương đương với một quả bàn đào, mặc dù cũng không tới mức khiến cho Hải Nhi có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể kéo dài thọ mệnh thật lâu. Hơn nữa, sinh cơ nồng đậm trong vũ lộ cũng có thể khiến cho hắn có thêm một cái mạng, tránh thoát một trận đại kiếp. Đám người Âm Phiền Huyên, Y Uyển Quân, Kim Hà Hề xông tới nơi này, nhao nhao quan sát Hải Nhi trong tã lót. Ồ, là một nam hài. Thầy Câm Cưa kinh ngạc nói. Y Uyển Quân oán giận lên tiếng: Đó là cái đuôi rắn, người bắt lấy cái đuôi của hắn rồi. Hoa Tiến Mân nhấp nháy mắt, đặt lấy hài tử trong ngực Trung Nhạc rồi lên tiếng: Chẳng lẽ là một nữ hài ư? Nếu là nữ hài, nó không chừng sẽ là Hoa Tư thần tộc. Ồ, là một nam hài. Chúc mừng phu quân đã sinh con trai. Âm Phiền Huyên mỉm cười lên tiếng nói: Nguyệt thần tỷ tỷ có đặt tên cho hắn chưa? Trung Nhạc gọi thần quan tiếp đãi nữ tử kia tới, tra hỏi một phen. Thần quan lắc đầu: Không có nhắc tới tên họ, chỉ nói là con trai của chủ công, hẳn là để cho chủ công đặt tên thôi. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, Nguyệt thần vậy mà quyết tuyệt như vậy, ngay cả tên họ của nhi tử chính mình cũng không đặt, chính là muốn đoạn tuyệt hết thảy mọi liên hệ hay sao? Sư huynh, ngươi đặt tên cho Hải Nhi đi. Trung Nhạc nhìn thấy Phong Ngữ Trung đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nói. Phong Ngữ Trung mỉm cười hỏi lại: Ngươi để ta đặt tên cho hài tử sao? Trung Nhạc gật đầu. Phong Ngữ Trung trầm ngâm một chút rồi cũng lên tiếng: Cha ta hy vọng ta vừa hiếu vừa trung, chỉ là không thể trói buộc được ta đâu. Ta hy vọng trường tử có thể tự do hành động, không có bất kỳ kiêng kỵ gì cả, đột phá hết thảy trói buộc. Đáng tiếc, không bằng gọi hắn là Hiếu Văn đi, hy vọng hắn có thể bảo vệ được chữ hiếu. Người đã tạo thành không ít sát nghiệp rồi, hắn sẽ dùng văn tới tầm bố. Hiếu Văn sao? Trung Nhạc cũng không quá hài lòng với danh tự này, chưa đành phải hỏi: Vậy nếu lại có một đứa con trai nữa, vậy sẽ lấy tên là gì? Phong Ngữ Trung lại trầm ngâm một chút rồi nói: Nếu như lại có một đứa con trai nữa, hơn phân nữa là con trai của Huyền Nương Nương. Huyền Nương Nương là thánh linh thể, trời sinh thượng võ, vậy gọi là thánh võ. Một văn một võ, một cứng một mềm. Trung Nhạc cảm thấy cái tên thánh võ này cũng không tốt cho lắm, ho khan một tiếng rồi lại hỏi: Vậy nếu lại có một đứa con trai nữa thì sao? Lại có một đứa con trai nữa, có lẽ là con trai của Kim Nương Nương. Con trai của Song Nhất liền gọi là Trác Quang. Vậy nếu là sinh đôi thì sao? Vậy thì một đứa trai khác gọi là Tiểu Minh đi. Thạch Câm Cơ vội vàng hỏi: Vậy nếu ta sinh hai từ thì sao? Thì gọi là không đống. Thạch Câm Cơ quay sang kéo Y Uyển Quân tới rồi mỉm cười hỏi: Vậy Uyển Quân sinh hài tử thì sao? Gọi là Lư Hạp. Hoa Tiến Mân vội vàng giơ tay lên hưng phấn hỏi: Còn nếu ta sinh là nữ nhi thì sao? Phong Ngữ Trung không chút hoang mang nói: Nữ nhi thì gọi là Vân Mộng đi. Nếu những tỷ muội khác sinh con thì sao? Phong Ngữ Trung không nhanh không chậm nói: Thiên Điêu Thị sinh con thì gọi là Câu Trần. Mộc Linh Thế sinh con thì gọi là Cú Cương. Thủy Linh Thế sinh con thì gọi là Băng Xuyên. Nếu là Mộc Tiên Thiên sinh con, vậy gọi là Bắt Đầu đi. Đám người nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Sinh con với Mộc Tiên Thiên sao? Trung Nhạc cũng bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu xua tay. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Phong Hữu Trung đặt tên cho Hải Nhi,
tên họ Nữ Hài vẫn là dễ nghe hơn một chút, tên họ Nam Hài lại có chút gượng ép. Bất quá, nếu đã mở miệng nhờ cậy, vậy tên họ Hải Nhi đầu tiên của hắn chỉ có thể định như vậy, gọi là Trung Hiếu Văn. Trung Hiếu Văn không quá dễ nghe cho lắm. Trong lòng Trung Nhạc cũng có chút phát sầu. Bất quá cái danh hiệu Hiếu Văn Thị này thì còn có thể. Tên họ trưởng tử của hắn đã định ra, lúc này Trung Nhạc mới kịp kiểm tra huyết mạch của Trung Hiếu Văn, trong lòng vô cùng hài lòng. Sinh con với Nguyệt Thần mang theo huyết mạch của Tiên Tiên Thần. Trong huyết mạch của Trung Hiếu Văn có gần 8 thành thần huyết phục khi, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận đều đã thức tỉnh, chỉ có hơn 2 thành là huyết mạch của Nguyệt Thần. Chỉ từ phương diện huyết mạch, Trung Hiếu Văn đã xem như là phục khi rồi, đương nhiên cũng có thể tính là một chủng tộc khác. Bất quá Trung Nhạc tinh tế kiểm tra huyết mạch phục khi trong cơ thể của Trung Hiếu Văn, phát hiện trong 8 thành huyết mạch phục khi lại có một thành là phàm huyết, đã bị phong ấn của đạo thần vững vàng khóa lại, không cách nào giải khai. Loại phong ấn phàm huyết này sẽ đời đời kiếp kiếp không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ xâm thực thần huyết phục khi không còn, chỉ còn lại có phàm huyết bị tầng tầng quá chết thôi, không còn được điểm tinh hóa. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, phong ấn phàm huyết so với phong ấn huyết mạch càng sâu hơn một bậc, đời đời di chuyển, đời đời càng sâu, chính là muốn gạt bỏ toàn bộ thần tính của phục khi thần tộc của nhân tộc. Phong ấn huyết mạch tương đương với cài đặt 6 lớp khóa bên ngoài của một tòa bảo khố, mà phong ấn phàm huyết thì lại tương đương với chậm rãi lấy đi tất cả những bảo vật bên trong tòa bảo khố. Cho dù có mở ra 6 lớp khóa bên ngoài tòa bảo khố, cũng sẽ phát hiện bên trong bảo khố trống rỗng, không có gì cả. Thời điểm nhân tộc triệt để biến thành phàm huyết chính là thời điểm không còn khả năng xoay người. Thiên đã đáp ứng với ta, sẽ cùng ta trở lại 10 vạn năm trước, hợp lực mở ra phong ấn phàm huyết, đối mặt với Hắc Đế và Tôn Đạo Thần kia. Bất quá với thực lực hiện tại của chúng ta, sợ rằng còn không phải là đối thủ. Phải làm sao mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phong ấn huyết mạch và phong ấn phàm huyết? Vấn đề khó khăn này đã vây khôn hắn thật sâu. Trung Hiếu Văn trưởng thành tới 6 tuổi, Trung Nhạc liền bắt đầu đích thân chỉ dạy cho hắn, truyền thụ cho hắn công pháp tu luyện, để cho hắn tiến vào các bí cảnh tu luyện lịch lãm. Về phần Tân Hỏa muốn tuyển chọn Trung Hiếu Văn thành kẻ thừa kế đời tiếp theo, liền bị Trung Nhạc kiên quyết cự tuyệt. Tân Hỏa còn cần phải ký sinh trên linh hồn, chia sẻ thọ mệnh của kẻ bị ký sinh, hơn nữa thân là kẻ thừa kế Tân Hỏa sẽ phải mang sứ mệnh cực lớn, lưng gánh vác hung hiểm là người khác không cách nào tưởng tượng. Trung Nhạc cũng không muốn để cho con trai của chính mình phải nhận lấy cái gánh nặng này. Tân Hỏa, tương lai nếu như ta chết rồi, người mới hãy ký sinh trên người của Hiếu Văn đi. Trung Nhạc lại đưa Trung Hiếu Văn tới chỗ của Phong Hiếu Trung, để cho hắn đi theo Phong Hiếu Trung tu luyện một đoạn thời gian, khiến cho căn cơ của hắn từ từ vững chắc. Trung Hiếu Văn nghi hoặc hỏi Phong Hiếu Trung nói: Hắn là muốn ngươi đi con đường của hắn rồi, không tu linh, chỉ tu hồn thôi, cuối cùng nghịch chuyển tiên thiên. Bất quá con đường này vô cùng là khó khăn. Trung Hiếu Văn đang định hỏi tiếp, đột nhiên chỉ thấy đại đạo thiên đạo ào ào xuất hiện, quang mang màu sắc rực rỡ, phóng vọt về phía trong cơ thể của Phong Hiếu Trung, không khỏi ngẩn ngơ. Sắc mặt Phong Hiếu Trung bình tĩnh nói: Ta thành đế rồi. Trung Nhạc từ xa nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi đại hỉ, chắp tay lên tiếng: Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Có gì đâu mà chúc mừng. Phong Hiếu Trung lắc đầu nói: Ta chẳng qua là nhất thời quên chấn áp tu vi, thành đế mà thôi. Đối với ta cũng không có bao nhiêu để thăng cả, chỉ có thể để thăng một bộ phận thực lực của ta mà thôi. Cảnh giới đối với ngươi và ta cũng không trọng yếu như vậy. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, khẽ mỉm cười. Phong Hiếu Trung thành đế, đại đạo thiên địa ào ào phóng vọt tới, vô cùng đồ sộ, còn rực rỡ hơn cảnh tượng thời điểm Huyền Kỳ nhị đế thành đế đã tạo thành. Đại đạo tới chiều bái, cần phải hàng phục đại đạo mới có thể thành đế được. Bản thân tu luyện đại đạo càng nhiều, dị tượng thời điểm thành đế sẽ càng nồng đậm, càng rực rỡ hơn. Đại đạo thiên địa dẫn dắt tới cũng càng nhiều hơn. Phong Hiếu Trung cơ hồ nghiên cứu toàn bộ đại đạo trong thiên địa, phân tích cấu tạo của hết thảy các tộc, thậm chí ngay cả tiên thiên thần ma cũng từng giải phẫu không ít, nghiên cứu đủ loại tinh diệu của đại đạo. Lần này hắn thành đế, oanh động tạo thành là có thể tưởng tượng. Bất quá đối với hắn, thành đế chỉ là sự tình nước chảy thành sông, cũng không mang theo tới cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất gì cả. Để thăng đối với thực lực của hắn cũng không quá rõ rệt. Người khác không hiểu những lời này, thế nhưng Trung Nhạc lại có thể sâu sắc đồng cảm được. Đạo của Phong Hiếu Trung đã đi tới bên ngoài cảnh giới, cảnh giới có khả năng bao quát chỉ là một bộ phận tu vi của hắn. Cảnh giới để thăng cũng chỉ là để thăng một bộ phận tu vi kia mà thôi, đối với chỉnh thể tu vi của hắn cũng không trọng yếu như vậy. Mà Trung Nhạc cũng là như vậy, cảnh giới đế quân đối với hắn chính là gần trong gang tấc, nhưng hắn thủy chung cũng không nỗ lực đi đột phá, bởi vì so với đột phá cảnh giới đế quân, hắn có thể phát hiện càng nhiều đạo diệu,
của bên ngoài cảnh giới, không ngừng hoàn thiện thánh điện tiên thiên bắt quái của chính mình. Về phần đột phá cảnh giới, đối với hắn ngược lại cũng không quá trọng yếu. Đột nhiên, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, sau đầu quang luân xoay tròn, từng tòa động thiên hiện ra, mơ hồ có xu thế biến thành chư thiên. Hắn quan sát dị tượng phong núi trung thành đế, bất giác xúc động tâm linh, lục đạo luân hồi thống nhất, động thiên cũng chậm rãi diễn biến thành chư thiên. Ồ, chư thiên đã khép lại rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, hắn đã cảm giác được chư thiên đang chậm rãi hình thành, nhưng thời điểm sắp sửa biến thành chư thiên hoàn chỉnh, chư thiên đột nhiên khép lại, biến trở lại thành động thiên. Đại toái, sáng lập cảnh giới, phân chia cảnh giới, quả thật là có chút môn đạo mà. Trung Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, nhất thời minh bạch vấn đề ở đâu. Đạo ở bên ngoài, nhưng cũng có đạo ở bên trong. Ta chỉ lo tìm hiểu đạo ở bên ngoài, tìm hiểu tiên thiên, đã bỏ qua mất đạo ở bên trong rồi, cũng không quá để tâm tu luyện động thiên. Động thiên vốn dĩ có rất nhiều huyền bí, hắn vẫn chưa khám phá ra hết thảy những huyền bí này. Bởi vậy cho dù hắn làm được lục đạo hợp nhất, thì động thiên cũng không thể diễn biến thành chư thiên. Động thiên của tạo vật chủ có rất nhiều huyền diệu, Trung Nhạc cũng có chút nghiên cứu đối với động thiên, nhưng cũng chưa từng nghiên cứu chuyên sâu. Bất quá, tạo hóa vạn vật chỉ là một cái phương diện của tạo vật cảnh mà thôi. Động thiên vẫn còn có càng nhiều thần diệu khác nữa. Rất nhiều tạo vật chủ đều gọi sự biến hóa của động thiên là huyền bí động thiên. Động thiên bất đồng có huyền bí động thiên bất đồng, đều không giống nhau, thậm chí cùng một loại động thiên. Những người bất đồng tu luyện, huyền bí động thiên cũng sẽ bất đồng. Đại khái là do những người bất đồng có sự lĩnh ngộ bất đồng đối với đạo. Trung Nhạc nghiên cứu đạo ở bên ngoài quá nhiều, đã bỏ quên nghiên cứu đối với tạo vật cảnh. Đạo ở bên ngoài dĩ nhiên quan trọng, nhưng thân ở bên trong, thân thể vẫn còn ở trong cảnh giới, nghiên cứu đối với cảnh giới cũng không thể qua loa được. Hắn vốn dĩ có thể mượn cơ hội phong ngữ trung thành đế, khiến cho chính mình đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới đế quân. Bất quá hiện tại đột nhiên bị cản trở, khiến cho hắn ý thức được con đường tu luyện của chính mình đã có chút sai lệch, đi lệch hướng. Cảnh giới không phải là không quan trọng, mà trái ngược, tầm quan trọng của cảnh giới tuyệt đối không thua kém đạo ở bên ngoài chút nào cả. Đại toại tại thời điểm chế định cảnh giới nhất định là đã suy nghĩ tới sau này sẽ xuất hiện phương pháp nghịch chuyển tiên thiên, cho nên đạo ở bên ngoài, thân ở bên trong, một bộ phận đạo của chính mình cũng nằm bên trong cảnh giới. Nếu không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo những huyền bí của cảnh giới này, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng tới nghịch chuyển tiên thiên. Tạo vật cảnh này đối với ta hẳn là không có bao nhiêu khó khăn cả. Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm động thiên của chính mình, tiến hành nghiên cứu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ động thiên lại ẩn chứa rất nhiều ảo diệu mà hắn chưa từng biết tới. Bản thân hắn có rất nhiều động thiên, đầu tiên là cuộc sống có 33 tầng động thiên. Bất quá, 33 tầng động thiên này hoàn toàn tách biệt, chỉ có tác dụng ngưng tụ lực lượng. Trên phương diện công năng không bằng được những động thiên khác. Ngoại trừ 33 động thiên này ra, còn có bắt quái động thiên, âm dương động thiên, tứ tượng động thiên. Mà công pháp của hắn sau khi trải qua thay đổi, bắt quái diễn biến đã biến thành 64 quái, cũng biến thành 64 tòa động thiên. Động thiên đều có thuộc tính bất đồng, trên cơ bản là tu luyện bao nhiêu loại đại đạo sẽ có thể diễn biến thành bao nhiêu loại động thiên. Trung Nhạc chỉ riêng tiên thiên bắt quái thôi đã có 64 tòa động thiên. Đám động thiên này lại có thể cấu thành một tòa động thiên duy nhất, dịch đạo động thiên. Động thiên cũng vô cùng phong phú, giống như phong hữu trung vậy. Bởi vì tu luyện rất nhiều đại đạo, không có khả năng tu luyện hoàn chỉnh tất cả các động thiên, cho nên hắn chỉ tìm kiếm chân lý của động thiên, thấu hiểu động thiên rõ như lòng bàn tay, từ đó vượt qua tạo vật cảnh. Âm Phần Huyên bởi vì là thánh linh thể, việc nghiên cứu tu luyện động thiên cũng cực kỳ hà khắc. Nàng không có tài trí nghịch thiên như phong hữu trung, hiện tại vẫn còn ở tạo vật cảnh. Âm Phần Huyên bởi vì là thánh linh thể, việc nghiên cứu tu luyện động thiên cũng là cực kỳ hà khắc. Nàng không có tài trí nghịch thiên như phong hữu trung vậy, hiện tại vẫn còn ở tạo vật cảnh. Phong hữu trung sau khi thành đế, bộ dáng vẫn giống hệt như trước đây, trong dáng vẻ bình thản lộ ra thanh kỳ. Trung Nhạc không khỏi nhớ tới những lời mà năm xưa Phong Hữu Trung đã nói với Phong Vô Kỵ. Hắn lắc lắc đầu. Năm xưa Phong Hữu Trung từng nói với Phong Vô Kỵ, đi theo hắn tu luyện 3.000 năm, 3.000 năm sau Phong Vô Kỵ sẽ thành đế. Lúc đó Phong Vô Kỵ chỉ coi đó là một câu nói đùa. Nhưng hiện tại chưa tới 1.000 năm Phong Hữu Trung đã thành đế. Có lẽ không tới 3.000 năm Phong Hoài Ngọc cũng sẽ thành đế. Mà thời gian 3.000 năm Phong Vô Kỵ có thể thành đế hay không vẫn còn rất khó nói. Trung Nhạc tới tìm Âm Phiền Huyên, hai vợ chồng giao lưu lĩnh ngộ tạo vật cảnh, cả hai đều có thu hoạch. Trung Nhạc thấy tạo nghệ của Âm Phiền Huyên trên tạo vật cảnh vậy mà còn cao hơn cả chính mình, không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Âm Phiền Huyên mỉm cười nói: tạo vật cảnh đối với thánh linh thể chính là cảnh giới khó khăn nhất kìa. Nếu nói là có lĩnh ngộ nhiều nhất đối với cảnh giới này vẫn là Hoa Tiến Bân sư muội. Tuy nàng bình thường mơ mơ hồ hồ, nhưng tạo nghệ trên tạo vật cảnh lại là không người nào có thể so sánh. Ta hoàn toàn là cam bái hạ phong.
ta đã nhờ nàng rất nhiều. Trước mắt nàng hẳn là sắp sửa trở thành đế quân được rồi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, Hoa Thiên Mân tuy nói là thiên tài kiệt xuất của Hoa Tư Thị, tồn tại có thể chống lại thánh linh thể, nhưng tốc độ tu luyện cũng không có khả năng siêu việt hơn thánh linh thể. Nếu như phụ quân không ngại thì học hỏi nàng một chút đi. Âm Phần Huyên lên tiếng đề nghị Trung Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả, 316 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn thấy lúc nãy thì nói là mai hai tập với một tập, nhưng mà cuối cùng đấy, đọc được một tí nó đã cổ nó bắt đầu nó khàn đặc nữa rồi, cơ thể nó yếu nên là nó không được bền. Vừa giờ thì mình trong lúc đọc thì cũng có bạn nhắn tin hỏi sao dạo này ốm suốt vậy, thì mình cũng xin chia sẻ luôn. Thì cái môi trường làm việc của mình ấy, thì các bạn cứ để ý xem, hai năm ngồi trong phòng kín, xong rồi lúc nào cũng đọc cái chụp cái tai phone vào đầu ấy, mà cái mình đọc nhiều, 4-5 tập một ngày, 3-4 tập một ngày, thì các bạn vào là làm sao mà đã phòng kín rồi, điều hòa rồi, không điều hòa thì quạt, mà xong cái đó thì chụp tai phone vào đầu thì làm sao mà chịu được. Tại sao là các MC khác người ta ít khi chụp tai phone vào đầu lắm, nên là mình cũng lưu ý, nhưng mình chưa quen được. Họ thường thường đeo tai kiểm âm, nhưng mà tai nhỏ ra một bên này, hoặc nào quen thì không dùng tai âm. Họ thử âm xong họ đọc luôn, mà cái liều lượng, cái thời lượng họ đọc ít, ngày chỉ một tập đấy, mà mình còn 3-4 tập cơ, cho nên là không tránh được. Đấy là mình cũng xin chia sẻ luôn đấy. Đọc các bạn nghe cũng biết sức nó không được bền, nên là cơ thể nó yếu, nó sức nó không được bền. Các bạn nghe tạm. Xin chào và hẹn gặp lại.